Nhaseo, xin chào các bạn. Rất vui được gặp các bạn trong chương trình tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu. Chắc hẳn các bạn, khi bắt đầu một ngôn ngữ, các bạn luôn luôn thắc mắc không biết là phải bắt đầu từ đâu và học như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần đầu tiên, đó là phần nhập môn trong tiếng Hàn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là vậy thì trước khi bắt đầu một ngôn ngữ thì chúng ta phải học cái gì đầu tiên. Bài học sẽ gồm có những nội dung như sau. Trước tiên, các bạn sẽ cùng cô đi vào phần lịch sử ra đời tiếng Hàn. Chúng ta tìm hiểu xem tiếng Hàn là do ai sáng tạo và bắt đầu sử dụng từ khi nào. Phần nội dung thứ hai, các bạn sẽ cùng cô đi vào phần làm quen với bảng chữ cái ở phần nguyên âm. Và phần thứ ba là chúng ta sẽ cùng làm quen bảng chữ cái ở phần phụ âm. Sau khi các bạn đã được làm quen với nguyên âm và phụ âm rồi, chúng ta sẽ cùng đi ghép những từ cơ bản. Và cuối cùng là các bạn sẽ cùng cô đi vào tìm hiểu một số các quy tắc phát âm quan trọng. Sau quá trình học nhập môn này, các bạn có thể viết và phát âm được những từ đơn giản nhất rồi, đúng không ạ? Để chuẩn bị cho mình hành trang để mình bắt đầu bước vào gì? Học quyển 1 của giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt. Đầu tiên, các bạn sẽ cùng cô đi vào phần lịch sử ra đời của bảng chữ cái. Trong tiếng Việt thì chúng ta thường gọi là cái bảng chữ cái của mình là bảng chữ quốc ngữ, đúng không ạ? Còn tiếng Hàn thì người ta không gọi là chữ tiếng Hàn, người ta có tên gọi của nó. Thì các bạn chú ý cho cô là bảng chữ cái của chúng ta đó là bảng Hangul. Lịch sử ra đời của Hangul như sau. Vào khoảng trước những năm 1443 sau công nguyên, người Hàn Quốc chưa có bảng chữ cái riêng, người ta phải dùng ngôn ngữ đi mượn là của nước Trung Hoa, đó là các ký tự Trung Hoa cổ điển. Việc đi mượn ngôn ngữ của nước khác và chữ tiếng Hàn, chữ Trung Quốc thì cũng không hề dễ dàng, đúng không ạ? Vì vậy mà gây rất nhiều khó khăn cho người học. Chính vì vậy là có một vị vua có tên là Sejong Tae Hwang, ông đã lãnh đạo một nhóm học giả và sáng tạo ra một bảng chữ cái riêng cho người Hàn Quốc. Bảng chữ cái có tên là Huấn Dân Chính Âm, Hun Min Cho Ngầm. Sau khi có bảng chữ cái riêng này rồi thì người Hàn Quốc gì đã học dễ dàng hơn. Và từ sau năm 1443 cho đến nay thì người Hàn Quốc dùng bảng Huấn Dân Chính Âm là bảng chữ cái riêng cho mình. Trên thế giới thì người ta đã công nhận bảng chữ cái này là bảng chữ cái khoa học và dễ học nhất. Nhiều khi người ta còn gọi đùa nó là bảng chữ cái buổi sáng. Tức là các bạn chỉ cần mất một buổi sáng thôi là các bạn có thể đọc, có thể viết được những từ đơn giản rồi ạ. Chính thức thì bảng chữ cái Hangul được đưa vào sử dụng là vào ngày 9 tháng 10 năm 1446. Thông thường thì vào hàng năm cứ đúng ngày 9 tháng 10 là người Hàn Quốc và hoặc là tất cả các trường đại học, người ta thường tổ chức rất nhiều lễ hội để kỷ niệm ngày bộ chữ của nước mình ra đời. Đó là một số những cái nét cơ bản về bảng chữ cái tiếng Hàn mà các bạn cần phải chú ý. Phần tiếp theo đây, các bạn sẽ cùng cô chúng ta đi tìm hiểu về bảng chữ cái. Trước mắt các bạn, đây là bảng chữ cái tiếng Anh, đúng không ạ? Đây là các ký tự trong tiếng Anh. Và đây là chữ Latin, đúng không ạ? Hoặc là bảng chữ cái tiếng Việt của chúng ta, thì chúng ta có 29 chữ cái. Cũng là chữ gì? Latin. Thế tuy nhiên, bảng chữ cái tiếng Hàn thì nó là chữ Latin hay là chữ tượng hình? Các bạn chú ý. Nếu như các bạn nhìn qua thì các bạn thấy rằng là nó cũng có nguyên âm và cũng chia ra làm phần phụ âm. Tuy nhiên, nhìn lướt qua thì các bạn thấy rằng nó không phải là chữ Latin mà là chữ tượng hình. Tất cả các ngôn ngữ được tạo nên từ các chữ tượng hình này thì đều có quy tắc và cách viết cho từng chữ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng cô đi vào tìm hiểu cách viết cũng như là cách phát âm của những từ này. Về tổng thể thì bảng chữ cái Hangul sẽ có tất cả là 40 chữ cái, rất là nhiều, đúng không ạ? Trong đó thì riêng phần nguyên âm là chiếm 21 chữ và phần phụ âm chúng ta sẽ có là 19 phụ âm. Về quy tắc viết thì với tất cả các từ chữ tượng hình bao gồm cả gì tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn thì đều có một quy tắc chung, đó là các bạn phải viết từ gì ạ? Từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Quy tắc này sẽ áp dụng cho tất cả các nét, các chữ từ phần nguyên âm đến phần phụ âm. Trước tiên các bạn cùng cô chúng ta đi vào tìm hiểu phần nguyên âm. Như các bạn đã nhìn qua bảng chữ cái thì các bạn thấy rằng nguyên âm là những từ chữ tượng hình. Trước khi đi vào học nguyên âm, cô giới thiệu qua cho các bạn về nguyên lý tạo ra nguyên âm trong tiếng Hàn. Tiếng Hàn, phần nguyên âm được tạo nên từ 3 nét, trong đó có nét tròn, trong đó có nét dọc và trong đó có nét ngang. Bao gồm phần nguyên âm sẽ có 3 nét này cộng lại. Ở đây, nét tròn là tượng trưng cho trời, nét ngang là tượng trưng cho đất và nét dọc là tượng trưng cho người. Thiên, địa, nhân kết hợp lại tạo thành một thể thống nhất và tạo thành nguyên âm trong tiếng Hàn. Vậy thì trong phần nguyên âm nó sẽ chỉ có 3 nét này,
gộp lại với nhau. Các bạn nhớ những quy tắc như vậy thì khi các bạn viết thì nó sẽ dễ hơn. Ở phần nguyên âm thì chúng ta sẽ chia ra làm hai phần, đó là 10 nguyên âm cơ bản và 11 nguyên âm mở rộng. Trong phần 10 nguyên âm cơ bản, các bạn chú ý chúng ta có nguyên âm đầu tiên. Đây được gọi là nguyên âm A. Cách viết nguyên âm A, các bạn chú ý chúng ta viết một nét dọc trước từ trên xuống. Sau đó chúng ta viết một nét ngang từ trái sang phải như thế này. Và thông thường cái cách viết đó là nét ngang sẽ ngắn hơn so với nét dọc. Người ta gọi đây là nguyên âm dạng đứng. Cách phát âm, các bạn chú ý là chúng ta đọc gần giống với chữ A trong tiếng Việt. A, A. Từ thứ hai, sau khi các bạn đã biết cách viết nguyên âm A rồi thì có một nguyên âm được sáng tạo ra từ nguyên âm A. Chúng ta sẽ viết một nét dọc trước, sau đó chúng ta viết hai nét ngang. Nét ngang ở trên trước, rồi đến nét ngang tiếp theo, như thế này. Và cách đọc của nguyên âm này, các bạn chú ý, khi thêm một nét, chúng ta hãy tưởng tượng là thêm một chữ Y ở bên cạnh, như thế này. Và chúng ta có thể đọc nguyên âm này là ya. Thông thường từ này rất là khó đọc. Có nhiều bạn thì đọc lướt quá, nó thành ra cũng không được. Mà nếu bạn đọc chậm quá là ia cũng không được. Vậy thì cách đọc như thế nào cho dễ? Trước tiên các bạn cứ đọc là ia, sau đó các bạn đọc nhanh dần lên. Ia, 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 được chưa? A, ia. Nguyên âm tiếp theo, chúng ta có nguyên âm o. Cách viết nguyên âm o, các bạn viết một nét từ trái sang phải trước như thế này, sau đó là một viết một nét từ trên xuống dưới như thế này, được chưa? Nguyên âm này về cơ bản chúng ta có hai cách đọc. Một là các bạn có thể đọc là o. Hai, các bạn có thể đọc gần giống chữ ơ trong tiếng Việt. Có rất nhiều người tranh luận là không biết là nguyên âm này chính xác là phải đọc như thế nào. Thật ra thì người Hàn Quốc thì người ta có hai cách đọc cho nguyên âm này. Các bạn đọc như thế nào cũng đúng. Cái này là tùy theo đối tượng người Hàn mà các bạn tiếp xúc. Giống như ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta có các miền Bắc Trung Nam, thì mỗi một miền thì sẽ có cái phát âm khác nhau, đúng không ạ? Vì vậy là với nguyên âm này các bạn đọc là o cũng được, và các bạn đọc là ơ cũng được. Tuy nhiên đa phần nguyên âm này chúng ta thường được phát âm là o. Nguyên âm tiếp theo được sáng tạo dựa trên nguyên âm o, các bạn thêm một nét, tức là chúng ta sẽ viết một nét ngang trước, một nét ngang tiếp theo, và sau đó các bạn viết một nét dọc như thế này. Chú ý là nét dọc, đây là nguyên âm dạng đứng, cho nên là nét dọc thì sẽ thường viết dài hơn nét ngang. Khi các bạn thêm nét, cũng tương tự như chữ ở trên, các bạn sẽ thêm một chữ Y ở bên cạnh như thế này. Vậy thì các bạn sẽ đọc là yo, yo. Chúng ta cũng chú ý là các bạn sẽ không đọc là yo, yo, được chưa? Hay các bạn cũng không đọc là yo, mà các bạn đọc lướt nhanh. Yo, yo, chưa? Yo. Chúng ta cùng đọc lướt lại bốn chữ này. A, a, ya, ya, o, o, yo, yo. Phần tiếp theo, các bạn sẽ cùng cô đi tìm hiểu các nguyên âm dạng ngang. Đó là nguyên âm gì đấy ạ? Nguyên âm o. Cách viết nguyên âm o như sau. Các bạn sẽ viết một nét dọc trước, sau đó các bạn viết tiếp một nét ngang. Bởi vì cô gọi nguyên âm này là nguyên âm dạng ngang, cho nên khi các bạn viết thì nét ngang sẽ dài hơn so với nét dọc. Nguyên âm này chúng ta sẽ phát âm tương đương với tiếng Việt là nó gần giống nguyên âm o. Tuy nhiên khi phát âm nguyên âm này thì người Hàn Quốc khẩu miệng của người ta là tròn hơn mình, cho nên các bạn sẽ đọc là gì ạ? O, chạ, o, o, miệng tròn. Các bạn nhớ cách viết nhé, dọc trước rồi nhỉ, ngang sau. Nguyên âm tiếp theo sẽ được sáng tạo dựa trên nguyên âm o. Các bạn thêm nét, các bạn viết một nét dọc trước, sau đó tiếp tục nét dọc thứ hai và nguyên âm dạng ngang như thế này. Việc thêm nét tương tự như vậy, tức là chúng ta thêm một chữ Y ở bên cạnh. Vì vậy các bạn sẽ đọc thêm chữ Y ở bên cạnh là yo, yo. Nguyên âm này các bạn chú ý, các bạn cũng đừng đọc lướt quá. Cô thấy có rất nhiều bạn đọc là yo, đúng không? Hay là có nhiều bạn lại đọc là io, thì như vậy cũng là sai. Chúng ta sẽ đọc io và các bạn đọc dần dần, đọc nhanh hơn. Io, io, yo, yo, o,
Yo. Nguyên âm tiếp theo, các bạn viết nét ngang trước, sau đó viết nét dọc sau như thế này. Nguyên âm này là nguyên âm U. U. U thì miệng chắc chắn là tròn rồi, đúng không ạ? U. Nguyên âm tiếp theo, các bạn viết một nét ngang, một nét dọc và một nét dọc tiếp theo như thế này. Việc thêm nét tương tự như vậy, tức là các bạn sẽ thêm chữ Y ở bên cạnh. Các bạn sẽ không đọc là du hay là iu. Như cô nói, các bạn hãy đọc lướt nhanh. Yu. Iu, iu, yu. Chờ. Chúng ta cùng phát âm lại những nguyên âm này. O. O. Yo. Yo. U. U. Yu. Yu. Được chưa? Đó, các bạn hết sức chú ý phần này. Thật ra chúng ta trên bảng chúng ta có hai chữ O và chữ U. Hai chữ cái này người Hàn Quốc khi phát âm rất là dễ nhầm. Thậm chí khi họ viết họ cũng rất hay bị sai chính tả giữa chữ O và chữ U, bởi vì cách phát âm nó gì? Gần giống nhau. Tuy nhiên mình là người ngoại quốc thì tốt nhất các bạn hãy đọc rõ hai nguyên âm này ra, O và U, để chúng ta không bị viết nhầm. Các bạn chú ý như vậy nhé. Chúng ta đi đến phần hai nguyên âm còn lại. Đó là nguyên âm ư. Cách viết nguyên âm ư rất đơn giản. Các bạn viết một nét từ trái sang phải như thế này. Và nguyên âm này được phát âm là ư. Tương đương với chữ ư trong tiếng Việt. Ư. Ư. Nguyên âm cuối cùng trong 10 nguyên âm cơ bản. Đó là nguyên âm y. Các bạn viết từ trên xuống dưới như thế này. Một nét từ trên xuống dưới. Và nguyên âm này tương đương chúng ta sẽ đọc giống như chữ y trong tiếng Việt. Y. Ư. Y. Các bạn chú ý nhé, chữ y này là chúng ta chỉ có một nét dọc từ trên xuống thôi. Cô thấy có rất nhiều bạn khi mới học, các bạn không để ý, các bạn ấy kết hợp giữa Việt và Nam và Hàn Quốc, các bạn thêm một nét chấm ở trên như thế này là hoàn toàn sai các bạn nhé. Chúng ta chỉ có gì? Một nét từ trên xuống dưới. Vậy là cô vừa hướng dẫn các bạn 10 nguyên âm cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phát âm lại 10 nguyên âm này các bạn nhé. Các bạn cùng cô đọc lại 10 nguyên âm. A. Ya. O. Yo. U. Yu. U. Yu. Ư. Y. Các bạn chú ý, như cô nói lúc đầu về phần nguyên âm, về nguyên lý cơ bản tạo ra nguyên âm, chúng ta được tạo nên từ 3 nét đúng không ạ? Nguyên âm của chúng ta được tạo nên từ 3 nét, đó là tròn, thẳng và ngang. Tuy nhiên, khi các bạn nhìn lướt qua phần nguyên âm cô cho trên bảng, các bạn thấy nó thiếu nét gì đúng không ạ? Vâng, nó thiếu nét tròn. Vậy thì bây giờ cô sẽ thêm nét tròn vào phần nguyên âm này với 3 lý do. Lý do thứ nhất đó là đầy đủ 3 yếu tố thiên, địa và nhân. Lý do thứ hai, khi các bạn thêm nét tròn vào nguyên âm này, các bạn sẽ cảm thấy chữ nó gì? Nhìn nó đẹp hơn và nó giống chữ tiếng Hàn hơn. Và lý do thứ ba rất quan trọng đó là nguyên âm tiếng Hàn khi không có nét tròn, nó chỉ là một chữ cái thôi. Nhưng khi các bạn thêm nét tròn vào, nó sẽ tạo thành một từ có nghĩa. Đây là một điều rất khác biệt so với tiếng Việt. Ví dụ tiếng Việt thì nếu như các bạn đọc một chữ cái nguyên âm, nó không hề có nghĩa gì cả. Nhưng trong tiếng Hàn, bản thân nguyên âm cũng có thể tạo thành một từ. Và cách thêm nét tròn rất là quan trọng, các bạn chú ý. Với những nguyên âm mà dạng đứng như thế này, tức là nét dọc dài hơn, các bạn sẽ thêm cho cô nét tròn ở phía trước. Với những nguyên âm dạng ngang, nét ngang dài hơn như thế này, các bạn sẽ thêm nét tròn ở trên. Chúng ta sẽ cùng thử thêm nhé. Ví dụ đây nguyên âm A, các bạn sẽ thêm nét tròn ở trước như thế này. Chúng ta sẽ được nguyên âm hoàn chỉnh. Việc thêm nét tròn không ảnh hưởng đến cách phát âm, tức là các bạn vẫn đọc chữ này là A, nhưng nó đã tạo thành một từ rồi, được chưa? Tương tự như vậy, ya, các bạn cũng thêm nét tròn ở gì? Trước. O, các bạn cũng thêm nét tròn ở trước. Các bạn chú ý, nếu như nét tròn đó mà đứng cạnh nét dọc như này thì các bạn viết cách một chút, còn nếu như mà nó đâm cái nét ngang đó vào thì các bạn viết liền. Như thế này cũng vậy, các bạn sẽ đọc là yo, đúng không ạ? Và nguyên âm dạng ngang như thế này, các bạn sẽ thêm nét tròn ở trên. Yo các bạn cũng sẽ thêm ở trên.
u chúng ta sẽ cũng thêm ở gì? Trên như thế này. U các bạn cũng thêm ở trên. Ư thì là nét ngang rồi. Các bạn sẽ thêm ở đâu ạ? Chúng ta cũng sẽ thêm ở trên. Còn y các bạn sẽ gì? Thêm nó ở trước như thế này. Được chưa? Và đây chính là nguyên âm hoàn chỉnh trong tiếng Hàn. Được chưa? Và sau đây thì là phần bảng chữ cái nguyên âm sau khi cô đã thêm nét tròn. Được chưa? Đó các bạn chú ý nhé. Chúng ta thêm nét tròn vào như cô đã giải thích là gồm 3 lý do như vậy. Các bạn một lần nữa đọc lại cùng cô nhé. A Ya O Yo U Yo U Yu Ư Y. Như cô nói với các bạn, bản thân nguyên âm trong tiếng Hàn, nếu như chúng ta thêm nét tròn, nó đã tạo thành một từ có nghĩa. Sau đây cô sẽ cho các bạn một số ví dụ cụ thể. Trước mắt các bạn, đây là số 2 trong tiếng Hàn. Vậy số 2 trong tiếng Hàn đọc là gì? Chúng ta có ký tự này đấy ạ. Các bạn nhìn qua các bạn có thể thấy rằng chúng ta biết cách đọc chưa? Đó chính là chữ Y, được chưa? Đây là số 2, phát âm là Y và cách viết là như thế này. Các bạn chú ý nhé. Vậy thì thật đơn giản đúng không ạ? Điều quan trọng bây giờ là các bạn phải chịu khó. Sau khi cô hướng dẫn các bạn về phần bảng chữ cái, các bạn phải về tập viết. Viết thế nào để là gì? Mình nhớ được cái phần chữ cái đó. Một ví dụ thứ hai, trước mắt các bạn đây là chữ O, đúng không ạ? Số 5 O I O. Chúng ta có em bé. Vậy em bé tiếng Hàn là gì ạ? Các bạn thử đọc cho cô nhé. A I A I. Chúng ta có quả dưa chuột. Dưa chuột tiếng Hàn sẽ đọc là gì ạ? Các bạn hãy ghép hai từ này với nhau. O I O I. Nhiều bạn hỏi cô là vậy thì ví dụ như là từ em chẳng hạn, nó được ghép giữa A và I. Dưa chuột thì được ghép giữa O và I. Nhiều bạn hỏi cô là thế đọc nhanh thành ai được không? Hay đọc nhanh thành ôi được không? Câu trả lời là không nhá. Nó là hai từ khác nhau. Các bạn sẽ phải đọc riêng ra. A I O I. Chúng ta cùng sang ví dụ tiếp theo. Sữa đúng không ạ? Chúng ta có sữa là gì đây? Các bạn, chúng ta sẽ đọc là gì ạ? U Yu U Yu. Đây là con cáo đúng không ạ? Chúng ta có từ con cáo đọc là gì đấy ạ? Yo U. Hoặc các bạn đọc là gì? Yo U cũng được, đúng không ạ? Nguyên âm này cô đã nói với các bạn rồi. Chúng ta có thể tùy theo đối tượng tiếp xúc hoặc là gì? Các bạn có thể phát âm là yo hoặc là yo U cũng được. Đó là một số những ví dụ rất là thú vị để các bạn thấy rằng bảng chữ cái tiếng Hàn rất là dễ học đúng không ạ? Và chỉ học vài phút thôi là các bạn có thể biết được một số từ cái cơ bản, rất là dễ học như vậy. Tiếp theo, vậy thì sau khi các bạn học thuộc 10 nguyên âm cơ bản rồi thì các bạn sẽ cùng cô chúng ta đi vào tiếp 11 nguyên âm tiếp theo. 11 nguyên âm tiếp theo được sáng tạo dựa trên 10 nguyên âm cơ bản này. Chính vì vậy, trước khi sang phần tiếp theo này, các bạn nhớ cho cô, các bạn phải học thuộc 10 chữ cái. 11 nguyên âm mở rộng. Nguyên âm đầu tiên chúng ta có là nguyên âm E. Các bạn chú ý cách viết nguyên âm này. Nguyên âm này được tạo nên từ một nét dọc, một nét ngang. Tức là được sáng tạo từ nguyên âm A, các bạn đã học ở bài trước. Các bạn thêm một nét ngang ở đằng sau bằng với nét trước như thế này. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai, các bạn vẫn viết chữ A như bình thường như thế này. Cái nét đằng sau các bạn thêm dài hơn một chút cũng được. Dạ, chúng ta có hai cách viết, các bạn viết cách nào cũng được. Tùy theo các bạn thấy chữ nào đẹp thì các bạn viết. Và nguyên âm này, chúng ta có cách đọc gần giống chữ E trong tiếng Việt. Nguyên âm thứ hai được sáng tạo từ nguyên âm Ya. Các bạn nhớ đây là phần nguyên âm cơ bản đúng không ạ? Chúng ta đọc là Ya. Các bạn thêm một nét dọc đằng sau như thế này bằng với nét trước. Hoặc cách thứ hai, các bạn sẽ thêm nét dọc đằng sau dài hơn nét trước như thế này cũng được. Và nguyên âm này chúng ta sẽ phát âm nó gần giống chữ Ye
trong tiếng Việt. Các bạn nhớ là chúng ta đọc lướt qua chữ y nhé. Yeah. Dạ. Tiếp theo nữa, chúng ta có nguyên âm o. Các bạn học ở phần trước, chúng ta thêm một nét dọc đằng sau bằng với nét trước như thế này, hoặc các bạn thêm nét dọc đằng sau dài hơn như thế này, đều được. Hai cách viết, chúng ta sẽ có cách phát âm gần giống chữ e trong tiếng Việt. E. Tiếp theo nữa, các bạn có nguyên âm yo. Nguyên âm yo chúng ta đã học ở phần trước. Các bạn thêm một nét dọc đằng sau như thế này, chúng ta viết bằng nét trước hoặc tương tự như vậy. Các bạn có thể thêm gì nhỉ? Dài hơn nét trước như thế này cũng được. Và chúng ta có nguyên âm này được phát âm là thêm chữ y ở bên cạnh. Các bạn đọc lướt qua là ye. Ye. Được chưa? E. Ye. E. Ye. Cách phát âm cô vừa nói thì các bạn chú ý cho cô như thế này. Đó là cách phát âm trước đây. Còn bây giờ tiếng Hàn hiện đại đã có sự thay đổi. Các bạn chú ý cho cô. Hai chữ ở dưới các bạn sẽ vẫn đọc bình thường là e và ye. Tuy nhiên, hai từ đầu tiên đó là chữ e. Thì trước đây người Hàn Quốc hay phát âm là e. Thế nhưng bây giờ đã có sự thay đổi. Từ này các bạn phát âm cho cô gần giống với chữ e. Có nghĩa là trong tiếng Hàn cảm giác như là không có chữ e luôn. Các bạn sẽ phát âm cả hai từ này là gì? Là e. Đều được. Ví dụ như là khi nói yêu chẳng hạn, chắc hẳn các bạn, mặc dù các bạn chưa biết viết, nhưng các bạn vẫn biết yêu là sarang hiểu, đúng không ạ? Sarang he, chứ không ai nói là sarang he bao giờ cả. Đó, thì các bạn chú ý như vậy. Ngôn ngữ mà, qua từng thời kỳ nó sẽ có sự thay đổi. Chính vì vậy, mình cũng cần phải để ý người Hàn phát âm như thế nào để mình chỉnh sửa cách phát âm của mình. Các bạn chú ý nhé. Vậy thì trong tiếng Hàn hiện đại, các bạn chú ý chúng ta sẽ phát âm chữ này là gì? E. Ye. E. Ye. Được chưa? Tuy nhiên, cô nghĩ rằng khi các bạn mới học tiếng Hàn, nếu các bạn phát âm giống nhau như thế này, dẫn đến là các bạn sẽ viết nhầm rất nhiều. Cho nên mới học, cô nghĩ rằng các bạn cứ phát âm là E. Sau đó các bạn chú ý sửa dần, chúng ta phát âm là E các bạn nhé. O. Nguyên âm O. Các bạn ghép tiếp với một nguyên âm khác, đó là nguyên âm A. Các bạn được học ở phần trước. Và O với A ghép lại với nhau chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Wa. Đó, tương đương với tiếng Việt các bạn đọc là wa. Các bạn chú ý cách viết nhé. Sau khi viết nguyên âm O xong rồi, các bạn viết nguyên âm A, thì cái nét ngang của chữ A phải luôn luôn các bạn viết cao hơn. Nếu như các bạn viết thấp như thế này là sai. Các bạn phải luôn luôn viết cái nét ngang của chữ A cao hơn thế nào cũng được, nhưng mà phải cao hơn nét ngang của chữ gì? Chữ O. Wa. Từ tiếp theo vẫn được sáng tạo từ O. Dạ, vẫn được sáng tạo từ O. Các bạn viết thêm một chữ bên cạnh, đây được coi là chữ E. Vậy thì hai từ này ghép lại với nhau, chúng ta có thể thấy rằng nó phát âm gần giống với chữ gì ạ? Quê trong tiếng Việt. Quê. Từ tiếp theo nữa vẫn được sáng tạo từ O. Sau đó các bạn thêm một nét dọc xuống dưới như thế này. Bình thường theo quy tắc mình nghĩ rằng O và Y ghép lại với nhau sẽ đọc là ôi, đúng không ạ? Tuy nhiên trong số những cái nguyên âm ghép này, riêng từ này bất quy tắc, các bạn đọc cho cô thành quê. Dạ, người ta không đọc là ôi mà sẽ phát âm thành quê. Ba nguyên âm được sáng tạo từ O. Dạ, và tiếp theo sẽ là nguyên âm được sáng tạo từ chữ U đầu tiên như thế này. Các bạn viết chữ U đầu tiên, sau đó các bạn viết tiếp chữ O bên cạnh. O hoặc Ơ, đúng không ạ? Vậy thì U và Ơ ghép với nhau, chúng ta sẽ phát âm từ này là gần giống chữ gì ạ? Wo trong tiếng Việt. Wo. Tương tự như vậy, chúng ta vẫn có một nguyên âm bắt đầu sáng tạo từ U. Các bạn ghép tiếp với E. Được chưa? Chúng ta sẽ ghép chữ này lại và chúng ta đọc từ này tương đương với chữ quê trong tiếng Việt. Quê. Quê. Các bạn nhìn lướt qua các bạn thấy rằng chúng ta có hai nguyên âm quê, đúng không ạ? Tiếp theo nữa nhé. Chúng ta vẫn có một nguyên âm được sáng tạo từ U. Các bạn nhớ như vậy. Sau đó các bạn thêm giúp cô một nét dọc đằng sau như thế này. Chúng ta có U ghép với Y. Vậy thì các bạn sẽ đọc là gì? Tương đương với chữ quỳ. Quỳ. Và cuối cùng,
Các bạn đã được học nguyên âm một nét từ trái sang phải, đây là nguyên âm ư. Và một nét từ trên xuống dưới như thế này, được gọi là nguyên âm y. Vậy thì hai từ này ghép lại với nhau, các bạn sẽ đọc là gì ạ? Đọc nhanh là ui, ui, được chưa? Đó, các bạn chú ý nhé. Về phần này thì cũng không khó, các bạn nhớ cho cô quy tắc là gì? Sẽ có 3 nguyên âm được sáng tạo từ ô. O, A, quả. O, E, quể. O, Y, mất quy tắc, phát âm thành quể. 3 chữ được sáng tạo từ U. U, Ơ, quả. U, E, quể. U, Y, quỷ. Và cuối cùng là Ư ghép với Y, chúng ta đọc thành ủy. Thêm một chú ý nữa cho các bạn. Cách cô vừa phát âm đó là tiếng Hàn trước đây. Còn bây giờ tiếng Hàn hiện đại, chúng ta có chú ý như thế này. Có hai từ này các bạn đọc là ue rồi, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta có từ ue cũng đọc thành gì ạ? Ue. Các bạn chú ý như vậy. Mặc dù quy tắc viết là ue, nhưng người Hàn Quốc lại không phát âm như vậy. Người ta cũng phát âm chữ này theo chiều hướng gần giống chữ ue. Vậy khi nói đến ue, chúng ta có ba chữ ue. Dạ. Một từ kết hợp oe, một từ kết hợp là oi, và một từ kết hợp là đúng chính xác u và e. Vậy thì có nhiều bạn hỏi cô là vậy khi người Hàn nói quê, làm thế nào để biết là họ đang nói từ nào? Thì cái này cũng còn tùy thuộc vào từ đứng bên cạnh là gì. Tuy nhiên có một cái mẹo là cô thấy rằng như thế này. Từ chữ cái, từ vựng tiếng Hàn Hàn Quốc được cấu tạo từ 3 loại. Đó là từ thuần Hàn, từ Hán Hàn và từ ngoại lai. Từ thuần Hàn tức là từ gốc của người Hàn. Từ Hán Hàn tức là mượn từ Trung Quốc. Và từ ngoại lai tức là mượn từ tiếng Anh. Thông thường những từ mà đi với quể như thế này là rất hay đi với những từ ngoại lai, từ tiếng Anh. Còn những từ như thế này thì sẽ đóng vai là gì? Đóng vai trò là từ thuần Hàn, Hán Hàn trong tiếng Việt. Nên là các bạn chú ý, đó cũng là một cái mẹo để các bạn gì? Xác định. Tuy nhiên ở phần đầu tiên các bạn chưa được làm quen với các chữ cái, các từ vựng thì sẽ hơi khó khăn. Nhưng các bạn vẫn chú ý cho cô, chúng ta sẽ phát âm giống nhau, đọc là gì? Quê. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng kết lại 11 nguyên âm mở rộng nhé. Các bạn cùng cô chúng ta phát âm lại. Ê, dê, ê, dê, hoa, quê, 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 ủy. Và sau đây là phần phát âm khi mà cô cho nét tròn vào các bạn nhé. Tương tự như phần nguyên âm cơ bản thì nguyên âm mở rộng khi các bạn thêm nét tròn vào, chúng ta thêm vào những cái chữ cái đầu tiên như thế này thì nó sẽ tạo thành một từ vựng có nghĩa. Các bạn nhớ là khi phát âm thì chúng ta có chữ e và chữ e thì đều có xu hướng đọc là e, cô chú ý rồi đúng không ạ? Hoặc là chúng ta sẽ có gì nhỉ, ba chữ được phát âm là gì, là quê, được chưa? E, ye, e, ye, hoa, quê, 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 quỷ, quỷ. Đó thì các bạn thấy rằng là phần nguyên âm mở rộng thì có vẻ khó và phức tạp hơn nguyên âm cơ bản đúng không ạ? Vậy thì các bạn nhớ là nếu như các bạn cảm thấy phần này khó quá, các bạn hãy quay trở lại phần nguyên âm cơ bản, các bạn học thuộc kỹ đi thì chúng ta sẽ dễ học hơn, được chưa? Quy tắc đơn giản thôi. Bốn chữ đầu tiên thì chữ A, chữ Nha thêm nét vào sẽ thành E và Ye, đúng không ạ? Chữ O, chữ Nho thêm nét vào cũng thành E và Ye. Ba chữ tiếp theo, O, A, Quả, O, E, Quể, O, Y cũng là gì luôn? Quể. Ba chữ tiếp theo nữa là sáng tạo từ U. U, Ơ, Quả, U, E, Quể, U, Y, Quỷ. Và cuối cùng, Ư với Y ghép lại chúng ta đọc là Ươi. Sau đây chúng ta cùng đi vào một số ví dụ với phần nguyên âm mở rộng các bạn nhé. Trước mắt các bạn chúng ta có hình ảnh một cô gái đang đặt câu hỏi là tại sao? Tại sao tiếng Hàn đọc là gì đấy ạ? Các bạn học thuộc cái này chưa ạ? Chúng ta sẽ đọc là gì? Quê. Dạ. Quê. À vậy là, hoặc là bức tranh thứ hai, đây là chàng trai cảm thấy rất là bất ngờ. Wow. Thì chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Wow. Dạ. Wow.
Hình ảnh tiếp theo đó là một cậu bé đang học thuộc tiếng Hàn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đọc như thế nào đây? Đây chính là từ học thuộc lòng trong tiếng Hàn đấy ạ. Wae wo yo. Dạ. Wae wo yo. Wae wo yo. Hay là chúng ta thấy rằng quyển sách nó đang ở trên bàn. Vậy ở trên chúng ta nói thế nào ạ? Wie e. Wie e. Dạ. Các bạn cùng cô đọc lại bốn từ này nhé. Wae. Wa. Wae wo yo. Wie e. Dạ. Vậy là chúng ta đã có cái nhìn cơ bản và các bạn đã được làm quen với 21 nguyên âm rồi. Các bạn cần phải nhớ mặt chữ nguyên âm để đến khi cô hỏi các bạn thế nào là nguyên âm hay thế nào là phụ âm, các bạn có thể gì nhận biết được, đúng không ạ? Phần tiếp theo đó là phần phụ âm. Phụ âm trong tiếng Hàn có tất cả là 19 phụ âm, trong đó sẽ có 14 phụ âm cơ bản. Trước khi đi vào phần học phụ âm, cô sẽ nói qua cái nguyên lý cơ bản của phần phụ âm. Như phần nguyên âm thì nguyên âm được tạo nên từ 3 nét, đó là tròn, thẳng và ngang. Còn phụ âm thì chúng ta sẽ không có cái quy tắc như vậy, mà phụ âm được tạo ra dựa theo cái cơ quan phát âm, hình dạng cơ quan phát âm của con người. Cô có thể lấy ví dụ. Ví dụ khi các bạn đọc một chữ tên là một chữ M trong tiếng Việt. M. Chúng ta có M tiếng Việt là như thế này, đúng không ạ? Thế còn trong tiếng Hàn, cái khẩu miệng khi phát âm chữ M, các bạn sẽ mở miệng ra là M như thế này, đúng không ạ? Vậy thì đây, miệng của mình sẽ cảm giác nó như thế này, M, đúng không ạ? Và nếu mà cô viết nó vuông hơn một chút nữa thì đây chính là chữ M trong tiếng Hàn. Và từ này được tạo ra để miêu tả hình ảnh miệng khi phát âm ra chữ này. Dạ. Hoặc ví dụ ta có chữ N trong tiếng Việt, N là như thế này. Thế còn tiếng Hàn N viết thế nào? Các bạn chú ý, ở đây người ta sẽ miêu tả cái hình dạng của lưỡi khi phát âm chữ này, N. Khi các bạn đọc chữ N thì lưỡi của các bạn nó sẽ gì ạ? Cong lên như thế này, đúng không ạ? N. Lưỡi của chúng ta sẽ cong lên như thế này. Đó. Và cô viết vuông hơn một chút thì nó sẽ thế này. Và đây chính là chữ N trong tiếng Hàn, được sáng tạo để miêu tả hình ảnh của cái lưỡi khi phát âm ở chữ này. Được chưa? Hay ví dụ chúng ta có tiếng Việt có chữ K, tiếng Hàn cũng có chữ K. Và chữ K khi phát âm thì người ta cũng sẽ miêu tả cái khẩu miệng của mình như nhau. Mình phát âm ra là gì ạ? K, đúng không ạ? K như thế này. Đó, K. Thì nếu cô viết vuông ra một chút thì nó sẽ là như thế này. Đây chính là chữ K tiếng Hàn. Thì các bạn chú ý đây là một cái quy tắc, nguyên lý cơ bản khi sáng tạo ra phụ âm. Nếu các bạn biết được quy tắc này thì khi học chúng ta sẽ cảm thấy dễ hơn và thấy thú vị hơn, đúng không ạ? Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu cách viết, cách phát âm của 14 phụ âm cơ bản. Phụ âm đầu tiên, đây là phụ âm K. Các bạn chú ý cho cô, khi viết nét ngang trước, sau đó các bạn viết nét dọc sau như thế này, đúng quy tắc trên dưới trái phải. Được chưa? Đây là nguyên âm. Các bạn chú ý, một số tài liệu người ta viết là K, thậm chí viết là G như thế này. Thật ra dù các bạn có đọc là K hay là G thì cũng không chính xác. Người ta viết như thế này để miêu tả cho các bạn cách phát âm một cách gần chính xác nhất. Quan trọng là khi các bạn học với thầy cô của mình, thầy cô phát âm như thế nào, các bạn chú ý cách phát âm của thầy cô. Bảng chữ cái tiếng Hàn khi phụ âm đứng một mình thường thì không phát âm được, cho nên chúng ta phải ghép với một nguyên âm. Và cô thống nhất là chúng ta sẽ ghép tất cả các phụ âm này với nguyên âm A nhé, để cho chúng ta dễ đọc. Vậy thì chữ K mà ghép với chữ A thì các bạn sẽ đọc là K. Dạ. Các bạn đọc là K hay các bạn đọc là ga thì cũng không chính xác. Phụ âm này cách đọc rất đơn giản, các bạn sẽ đọc là chữ K nhưng mà các bạn đọc bật hơi hơn một chút thì là chuẩn. Kha. Kha. Dạ. Đó, khi mà cô ghép với chữ A thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ đọc là gì? Như thế này. Chúng ta sẽ ghép như thế này. Được chưa? Đấy, và chúng ta sẽ đọc là kha. Các bạn chú ý nhé, chúng ta không đọc là K, cũng không đọc là ga, mà chúng ta đọc là chữ K nhưng đọc nhẹ hơn một chút. Kha. Kha. Cách viết của chữ K thì các bạn chú ý là chúng ta có hai cách viết. Ví dụ như trên bảng các bạn có thể viết giống như cô. Hoặc có một số tài liệu thì người ta lại viết thế này. Đó, người ta lại viết hơi chéo như thế này. Tùy theo vị trí đứng của nó. Nó có thể viết chéo như này cũng được. Hoặc là có thể các bạn sẽ viết gì? Vuông như thế này cũng được.
hai cách viết đều đúng, tùy theo vị trí ghép chữ thì chúng ta sẽ ghép. Ví dụ như khi mà nó đứng trước một từ thì nó sẽ viết thế này, còn khi nó đứng trên một từ thì nó sẽ ghép như thế này. Các bạn chú ý cách viết như vậy. Khả. Phụ âm tiếp theo, cách viết chúng ta sẽ viết nét dọc trước, nét ngang sau như thế này. Các bạn chú ý nhé, trên, dưới, trái, phải. Phụ âm này rất đơn giản, các bạn đọc giống như chữ N tiếng Việt cho cô. Dạ, N. Tuy nhiên thì tiếng Hàn thì phụ âm đứng một mình không đọc được, cho nên là cô sẽ vẫn tiếp tục ghép với chữ A. Vì vậy chữ này sẽ đọc là Na. Na. Từ tiếp theo, quy tắc viết. Nhiều bạn viết như thế này ạ, là sai đúng không ạ? Bởi vì là như thế này là mình viết từ gì rồi? Từ phải sang trái rồi. Quy tắc viết các bạn sẽ viết là gì? Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới như thế này. Dạ. Chúng ta sẽ viết bằng hai nét. Và từ này, một số tài liệu người ta viết cho các bạn như thế này ạ, tờ và đờ. Thì thực ra các bạn, kể cả các bạn đọc là tờ hay là đờ thì đều không chính xác. Thực tế từ này, khi cô ghép với A, các bạn sẽ đọc là thả. Thả. Tức là các bạn không đọc là ta, cũng không đọc là đa. Dạ. Mà các bạn đọc là tờ, nhưng mà các bạn phát âm nhẹ một chút. Thả. Thả. Dạ. Đó. Thì ở đây các bạn chú ý nhé, đọc giữa hai từ này. Đó. Từ tiếp theo. Đây. Có nhiều bạn cô thấy viết như thế này là sai quy tắc đúng không ạ? Bởi vì nếu các bạn viết như thế này là từ phải sang trái rồi, mà quy tắc của chúng ta là phải viết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Vì vậy từ này các bạn sẽ viết bằng 3 nét. 1 nét ạ. 2 nét. 3 nét. Được chưa? Chúng ta chú ý nhé. 1 nét. 2 nét. 3 nét. Được chưa? Thì từ này có hai cách đọc. Một là các bạn sẽ đọc là R, hai các bạn đọc là L. Tức là cô ghép với A sẽ đọc là Ra hoặc là La. Dạ. Tùy theo vị trí đứng nhé. Thông thường khi các bạn thấy từ này đứng ở trước một chữ thì các bạn sẽ đọc là Ra. Còn nếu các bạn thấy nó đứng dưới thì chúng ta sẽ đọc là L. Thì phần này là phần ghép chữ. Cô sẽ đưa ra một số ví dụ để các bạn hiểu hơn cách đọc của từ này. Từ tiếp theo, như các bạn đã thấy thì chúng ta sẽ viết thế này. Được chưa? Giống như ô vuông nhé, đúng không ạ? Và từ này, như cô đã lấy ví dụ ở phần đầu, các bạn sẽ đọc là M. Được chưa? M. Và khi ghép với A các bạn đọc là Mà. Vậy các bạn cùng cô chúng ta đọc lướt qua 5 chữ cái đầu tiên này nhé. Kha. Na. Tha. Ra. Mà. Tiếp theo chúng ta đi vào các phụ âm kế tiếp của những phụ âm này. Phụ âm tiếp theo, chúng ta chú ý cách viết. 1 nét, 2 nét, 3 nét, 4 nét như thế này. Và phụ âm này nhiều tài liệu họ viết là hai cách đọc, bờ và pờ. Thì tùy theo vị trí đứng các bạn chú ý nhé. Nếu như nó đứng trước, đứng trên thì các bạn sẽ đọc là bờ. Còn nếu nó đứng dưới một từ, các bạn sẽ đọc là pờ. Phần này ở phần ghép chữ thì các bạn sẽ có cái nhìn dễ hiểu hơn. Khi các bạn đọc là bờ thì các bạn cũng phải phát âm nhẹ hơn chữ bờ một chút. Nếu cô ghép với A thì từ này sẽ đọc là pà. Pà. Dạ, pà. Từ tiếp theo, các bạn viết một nét từ phải sang trái như thế này và một nét từ trái sang phải như thế này. Phụ âm này đọc gần giống chữ sờ trong tiếng Việt. Và các bạn sẽ ghép với A, chúng ta đọc là xà. Xà. Phụ âm tiếp theo rất đơn giản, nó rất giống chữ O trong tiếng Việt như thế này. Dạ. Thì phụ âm này có hai cách đọc. Một là nó được coi là âm câm, tức là các bạn không đọc nó khi nó đứng trên. Còn cách thứ hai, khi nó đứng dưới, các bạn sẽ đọc cho cô gần giống chữ ngờ trong tiếng Việt. Dạ. Đọc là ngờ. Từ tiếp theo, cách viết, các bạn sẽ viết một nét từ phải sang trái như thế này và một nét từ trái sang phải. Nếu như các bạn để ý thì các bạn thấy cách viết của cô và cái cách viết ở trong phần gì chữ in này là hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Thì từ này có hai cách viết.
Thông thường khi viết tay thì người Hàn Quốc viết nhanh, cho nên là họ sẽ viết từ từ này bằng 2 nét. Còn nếu viết in thì các bạn sẽ viết thành 3 nét như thế này. Hai cách viết này đều không sai nhá các bạn nhá. Giống như tiếng Việt đấy ạ. Ví dụ như các bạn viết chữ hờ chẳng hạn, các bạn có thể viết như này, đúng không ạ? Mà thậm chí là các bạn cũng có thể viết gì như thế này, không sao cả. Đấy. Thì đây là thường viết tay thì người ta sẽ cố gắng viết ít nét nhất có thể, đúng không? Cho nên là thường cái chữ chờ này các bạn sẽ viết giống như này, được chưa? Vậy thì từ này các bạn sẽ đọc cho cô gần giống chữ chờ nhẹ trong tiếng Việt. Và khi cô ghép với A, các bạn sẽ đọc là cha, cha. Các bạn cùng cô chúng ta phát âm lại bốn chữ này nhé. Pa, sa, a, cha. Khi cô vừa đọc như vậy thì các bạn chú ý là cô vừa ghép với nguyên âm gì đấy ạ? À, nguyên âm A đúng không ạ? Được chưa? Các bạn có thể tưởng tượng ra, đúng không? Pa, sa. Và khi nét tròn ghép với A thì như cô nói là các bạn sẽ không đọc là ng, các bạn đọc là ng khi nó đứng dưới thôi. Còn khi nó đứng trước như thế này, nó là nguyên âm A, các bạn đọc bình thường. Chỉ đọc phần chữ A. A, cha. Các phụ âm tiếp theo. Từ tiếp theo, các bạn viết cho cô một cái nét phẩy ở trên trước như thế này, sau đó một nét từ phải sang trái và một nét từ trái sang phải như thế này. Dạ. Và tương tự như từ kia, các bạn chú ý là từ này cũng có hai cách viết. Các bạn có thể viết như thế này, thành ba nét như thế này cũng được. Dạ. Và từ này thì nó giống cách đọc của chữ kia, cũng đọc là chờ, nhưng có một cái dấu phẩy ở trên thể hiện gì ạ? Âm này gọi là âm bật hơi. Khi các bạn phát âm âm này, các bạn phải có một luồng hơi đi ra. Cha, cha. Tức là nếu như các bạn đặt tờ giấy ở phía trước thì tờ giấy sẽ bay. Dạ. Các bạn phải đọc âm này là âm bật hơi, khác với từ kia chỉ đơn giản đọc là cha. Thì từ này dấu phẩy ở đây thể hiện bật hơi. Cha. Từ tiếp theo, các bạn viết cho cô một nét như thế này, nó gần giống chữ kha, đúng không ạ? Sau đó các bạn viết thêm một nét ở giữa, từ trái sang phải như thế này. Dạ. Và từ này nó được phát âm là bật hơi của chữ ca. Hay nói cách khác, các bạn đọc gần giống chữ khờ trong tiếng Việt. Nếu cô ghép với chữ A thì từ này sẽ đọc là kha, kha. Dạ. Gần giống chữ khờ nhưng các bạn bật hơi hơn. Dạ. Kha. Từ tiếp theo, các bạn chú ý các bạn viết cho cô một từ giống như là cái chữ cái mà các bạn đọc ở phần đầu tiên, đó là chữ tờ, đúng không ạ? Các bạn viết thêm một nét ở giữa như này, nó gần giống chữ e in trong tiếng Việt, được chưa? Và từ này các bạn sẽ phát âm là đây là bật hơi của chữ tờ, các bạn đọc gần giống chữ thờ nhưng bật hơi hơn. Cô ghép với A sẽ đọc là tha, tha. Từ tiếp theo, các bạn viết một nét từ trái sang phải, một nét như thế này và một nét ở dưới như thế này, gần giống dấu hai la mã. Và từ này các bạn sẽ phát âm cho cô, nó là chữ p nhưng phẩy ở trên, tức là các bạn sẽ phải đọc bật hơi. Pa, pa, pa. Nếu như bạn nào cảm thấy khó bật hơi quá, các bạn đọc gần giống chữ phở là bật hơi luôn đấy ạ. Pa, đúng không ạ? Tuy nhiên cách đọc này thì không chính xác lắm. Chuẩn hơn thì các bạn muốn là phở thì các bạn bật hơi. Pa, pa. Cuối cùng, chúng ta có một nét dọc ở trên, một nét ngang và một nét tròn như thế này. Dạ. Và cái từ này các bạn có ba cách viết. Cái nét ở trên các bạn viết dọc cũng được, nét ở trên các bạn viết chéo cũng được, mà nét ở trên các bạn viết bằng như thế này cũng được. Thì đều là chữ gì? À, giống nhau. Và cái từ này nó sẽ phát âm gần giống chữ hờ trong tiếng Việt. Các bạn ghép với A, chúng ta sẽ đọc là hà. Các bạn cùng cô phát âm lại những từ này. Các bạn chú ý là bốn từ này là cách đọc là phải bật hơi các bạn nhé. Cha, kha, tha, pa, ha. Ví dụ như cô ghép với y chẳng hạn, các bạn sẽ đọc là chi, ki, ti, pi, hi. Được chưa? Đó, các bạn chú ý như vậy. Vậy là các bạn cùng cô chúng ta vừa lướt qua 14 phụ âm cơ bản. Tiếp theo đây chúng ta sẽ còn 5 phụ âm kép nữa. Các bạn sẽ cùng cô đi tìm hiểu luôn nhé. Ở đây người ta gọi là phụ âm căng. Các bạn chú ý,
Cách viết đó là các bạn sẽ viết một chữ K ca như thế này và viết thêm một chữ nữa bên cạnh. Khi ký hiệu phát âm, cô viết hai chữ ca để ám chỉ rằng các bạn phải đọc mạnh chữ này. Đây là năm phụ âm căng và cách đọc của phụ âm căng đó là các bạn phải đọc nhấn mạnh, không bật hơi và đọc rõ chữ này ra. Dạ. Ca. Ca. Từ tiếp theo, các bạn cũng viết một chữ tờ như thế này và viết một chữ nữa bên cạnh như thế này. Và khi cô ký hiệu như thế này, ám chỉ rằng không phải các bạn đọc là hai chữ tờ đúng không ạ? Tức là các bạn sẽ đọc gấp đôi lên, căng gấp đôi lên nhưng không bật hơi. Chính xác từ này chính là chữ tờ trong tiếng Việt đấy ạ. Khi chúng ta ghép với A, các bạn sẽ đọc là ta, ta. Từ tiếp theo, như các bạn thấy, cô có hướng dẫn các bạn chữ này đọc là bờ. Bây giờ các bạn viết thêm một từ nữa bên cạnh. Và cách phát âm thì các bạn đọc cho cô, nó giống chữ pờ trong tiếng Việt. Pa. Giống như là opa đấy ạ. Pa. Dạ. Pa. Đọc rất là căng, không bật hơi. Phụ âm tiếp theo đó là phụ âm sờ, đúng không ạ? Khi các bạn ghép với A, chúng ta đọc là sa. Tuy nhiên khi có hai chữ như thế này, các bạn sẽ ghép như thế này và trở thành một phụ âm căng. Khi đọc các bạn sẽ đọc nặng một chút. Sa. Sa. Mình cảm giác nó gần giống chữ sờ nặng. Dạ. Và trường hợp cuối cùng đó là phụ âm. Nếu như các bạn viết một từ, một chữ thì chúng ta thấy nó giống phụ âm chờ các bạn đã phát âm lúc đầu. Để chúng ta đọc là chà, đúng không ạ? Vậy khi các bạn viết hai chữ cạnh nhau như thế này, các bạn sẽ đọc căng, rõ, cha. Chúng ta cảm giác giống như chữ chờ nặng trong tiếng Việt. Cha, chà. Và đây chính là gì? Năm phụ âm cuối cùng trong bảng chữ cái phụ âm trong tiếng Hàn. Các bạn sẽ cùng cô chúng ta đọc lướt qua năm phụ âm căng này. Ka, ta, pa, sa, cha. Phần tiếp theo các bạn sẽ cùng cô chúng ta đi vào phát âm những phụ âm dễ nhầm lẫn trong tiếng Hàn. Ở phần này thì cô đã chuẩn bị một tờ giấy ăn để các bạn có thể luyện phát âm một cách chính xác nhất. Ở dòng đầu tiên, tạm gọi đây là phụ âm bình thường. Khi phát âm thì các bạn sẽ đọc có một luồng hơi nhẹ đi ra. Ở dòng thứ hai thì đây gọi là phụ âm bật hơi, cho nên khi phát âm sẽ có một luồng hơi mạnh đi ra. Và ở dòng thứ ba đây là dòng gọi là âm căng, thì khi phát âm các bạn sẽ phát âm cái luồng hơi nó để bên trong và căng và mạnh. Cô ví dụ, chúng ta sẽ cùng phát âm ở cái dòng ngang đầu tiên nhé. Kha, tha, pa, sa, cha. Dạ. Và ở dòng thứ hai khi phát âm thì phải có một luồng hơi đi ra. Kha, tha, pa, cha. Dạ. Các bạn thấy là dòng thứ hai này dễ gì mạnh hơn dòng thứ nhất một chút. Và ở dòng thứ ba thì các bạn phát âm thì luồng hơi sẽ đi vào trong. Ka, ta, pa, sa, cha. Dạ. Tờ giấy sẽ không hề bay. Dạ. Vậy thì các bạn hãy luyện phát âm với một tờ giấy ăn như thế này thì cách phát âm của bạn sẽ rất là tốt ạ. Sang phần tiếp theo, vậy là chúng ta đã đi vào phần phát âm hết của phần phụ âm trong tiếng Hàn. Thì các bạn sẽ cùng cô chúng ta lượt lại một lần 19 phụ âm này. Chúng ta sẽ cùng phát âm với kép với nguyên âm A các bạn nhé. Tha, na, tha, ra, ma, pa, sa, a, cha. Bật hơi ạ. Cha, kha, tha, pha, ha. Âm căng. Ka, ta, pa, sa, cha. Được chưa? Và như cô vừa phát âm thì đấy là cách phát âm phụ âm trong tiếng Hàn. Tuy nhiên khi chúng ta gọi tên các phụ âm này ra thì người Hàn Quốc sẽ gọi một cái cách khác. Sau đây thì cô sẽ đọc tên của tất cả các phụ âm này. Thì các bạn chú ý tên của phụ âm để ví dụ như trong bài, nếu như cô có nói phụ âm nào thì các bạn biết cái tên của nó như thế nào nhé. Kiop, Nien, Tigut, Riul, Miem, Piep, Siot, Ieng, Tiet, Chiet, Khiet, Tiet, Piep, Hiet. Trong phần phụ âm căng khi gọi tên chúng ta sẽ thêm một chữ sang ở bên trước
đằng trước với ý nghĩa là đôi. Sang kiểu, sang tì cực, sang biệp, sang siểu, sang triệt. Được chưa? À, vậy là chúng ta đã học hết 40 chữ cái rồi đúng không ạ? Để tiếp tục các phần tiếp theo thì cô hy vọng rằng các bạn hãy về luyện chữ, tập viết chữ và học thuộc để phân biệt được đâu là nguyên âm cũng như đâu là phụ âm. Để chúng ta có thể sang phần tiếp theo, đó là phần ghép chữ. Tiếp theo các bạn sẽ cùng cô chúng ta đi vào phát âm một số từ mới. Chúng ta có từ này là gì ạ? Chắc là về cái cách ghép thì các bạn chưa hiểu, bởi vì lát nữa chúng ta sẽ học cách ghép. Tuy nhiên cô nghĩ rằng từ này các bạn vẫn có thể phát âm nó được sang tiếng Việt, đúng không ạ? Đây là chữ K ghép với chữ A, chúng ta sẽ đọc là khả. Đây là chữ S ghép với chữ U, chúng ta sẽ đọc là su. Vậy thì đây sẽ là khả su, chà, có nghĩa là ca sĩ. Từ tiếp theo, chúng ta có đây là nguyên âm đầu tiên là nguyên âm A. Chữ tiếp theo là chữ B ghép với chữ O, các bạn đọc là bò. Và tiếp theo là chữ chờ ghép với chữ y, các bạn sẽ đọc là chỉ. A bo chỉ, A bo chỉ là bố ạ. Từ tiếp theo chúng ta có chữ chờ ghép với chữ y, và đây là chờ bật hơi cho nên các bạn là sẽ đọc bật hơi một chút. Chỉ, M ghép với A, mà, chi mà, chi mà là cái váy. Chúng ta có nguyên âm o ghép với chữ k và chữ e, và đây là âm căng nên các bạn phải đọc rõ hơn. Ok, ok là vai. Đó, các bạn thấy rằng thật ra cách đọc trong tiếng Hàn cũng khá là đơn giản. Nếu như các bạn thuộc chữ cái, các bạn có thể đọc được những từ đơn giản như thế này. Dạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là vậy thì khi ghép chữ, tại sao nó lúc thì đứng trước, lúc thì đứng trên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách ghép trong tiếng Hàn nhé. Trong tiếng Hàn có tất cả 5 cách ghép cơ bản. Cô sẽ sắp xếp thứ tự từ dễ đến khó để các bạn có thể dễ hiểu hơn, từ ít chữ cho đến nhiều chữ. Với cách đầu tiên, chúng ta có cách ghép đó là khi chỉ có một nguyên âm. Cái này khác với tiếng Việt. Tiếng Việt nếu chỉ có một nguyên âm thì nó hoàn toàn không có nghĩa. Nhưng bản thân tiếng Hàn, nguyên âm của nó, nếu như chúng ta biết cách viết, nó cũng có thể tạo thành một từ. Và cách ghép như sau, các bạn chú ý nhé. Việc đầu tiên các bạn phải nhớ là khi các bạn viết nguyên âm, các bạn luôn luôn phải kèm theo nét tròn. Bởi vì nếu không có nét tròn thì nó chỉ là một chữ cái thôi. Quy tắc ghép như sau, quy tắc thêm nét tròn cô đã nói ở phần nguyên âm. Tuy nhiên cô có thể nhắc lại cho các bạn như sau. Nếu như các bạn thấy nguyên âm nét dọc dài hơn thì các bạn sẽ đặt nét tròn ở trước. Còn nếu như các bạn thấy nguyên âm nét ngang dài hơn, các bạn sẽ đặt nét tròn ở trên. Việc thêm nét tròn như thế này nó sẽ tạo thành một từ có nghĩa trong tiếng Việt. Ví dụ như cô có chữ A là nguyên âm nét dọc thì các bạn sẽ thêm nét tròn ở bên cạnh như thế này. Hay cô có nguyên âm U, chúng ta có nguyên âm U là nguyên âm nằm ngang thì chúng ta sẽ có nét tròn nằm ở trên như thế này. Và phát âm vẫn là U. Trường hợp thứ 3, cô có nguyên âm W, đúng không ạ? Đây là nguyên âm ghép. Chúng ta sẽ thêm nét tròn ở cái chữ cái đầu tiên và chúng ta sẽ viết như thế này. Thì các bạn chú ý nhé, trong tiếng Hàn, bản thân một nguyên âm nó cũng tạo thành một cách ghép như vậy. Tiếp theo chúng ta sang cách số 2. Cách số 2 trong tiếng Hàn bắt đầu tăng dần lên, tức là một nguyên âm ghép với một phụ âm. Và cách ghép của nó như sau, các bạn tuân thủ theo cách ghép này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ viết nguyên âm trước. Và các bạn chú ý là nguyên âm các bạn phải thêm nét tròn vào. Quy tắc thứ hai đó là phụ âm còn lại là luôn luôn đứng dưới. Các bạn chú ý quy tắc này. Cô có thể lấy ví dụ. Chúng ta có chữ an trong tiếng Việt đúng không ạ? Ví dụ trong từ án nhang haseo. Vậy thì cái từ an này sẽ viết như thế nào? Chúng ta có đây là nguyên âm A, đây là nguyên âm N, phụ âm N. Vậy thì khi ghép với nhau, đầu tiên các bạn sẽ viết chữ gì trước ạ? Các bạn sẽ viết gì? Nét tròn với chữ A trước như thế này, đúng không ạ? Và phụ âm còn lại thì chúng ta sẽ luôn để ở đâu? Dưới như thế này. Hiểu chưa ạ? Trường hợp thứ hai, ví dụ cô có từ om, chúng ta có nguyên âm O. Thì đầu tiên các bạn viết nguyên âm O thì nét tròn sẽ thêm ở đâu ạ? Trước như thế này. Và phụ âm M các bạn sẽ luôn để ở dưới như thế này. Chúng ta sẽ được là om. Về phần này thì nghĩa cô chưa cần các bạn phải học thuộc nghĩa. Quan trọng là các bạn biết cách ghép là được ạ. Ví dụ thứ ba chúng ta có ưng như thế này. Thì các bạn thấy rằng là nguyên âm ư thì nét tròn nó sẽ ở trên. Và các bạn sẽ thêm một chết nét tròn nữa như thế này. Các bạn nhớ cho cô là nét tròn thì nó có hai cách đọc. Nếu như nó đứng ở trước hoặc ở trên như thế này, chúng ta sẽ không đọc. Còn nếu như để ở dưới như thế này, các bạn sẽ đọc là ngờ. Chính vì vậy từ này các bạn sẽ đọc là gì? Ưng, đúng không ạ? Chúng ta đọc lại ba từ này nhé.
an, om, ưng. Tiếp theo chúng ta sang cách ghép số 3. Ở cách ghép số 3 thì chúng ta đảo ngược lại. Phụ âm ghép với nguyên âm thì chúng ta ghép như thế nào? Các bạn chú ý quy tắc thứ nhất, đó là các bạn sẽ phải viết phụ âm trước. Còn nguyên âm thì sao? Trường hợp này nguyên âm các bạn sẽ bỏ nét tròn đi. Cái nét tròn đấy bỏ đi thì vị trí nét tròn sẽ được thay bằng vị trí của phụ âm vào. Ví dụ như nét tròn của chữ A đứng ở trước thì mình bỏ nét tròn đấy đi thay phụ âm vào. Hay là nét tròn của chữ Ư đứng ở trên thì mình sẽ bỏ cái nét tròn đó đi và thay phụ âm vào. Cô lấy ví dụ, chúng ta có từ na là tôi, n và a ghép với nhau. Thì các bạn thấy rằng là nguyên âm a nét tròn của nó ở trước đúng không? Vậy khi các bạn ghép hai chữ này với nhau, các bạn bỏ nét tròn đấy đi, các bạn thay vị trí chữ n vào và chúng ta được đây là chữ na trong tiếng Hàn. Na có nghĩa là tôi. Trường hợp thứ hai, ví dụ chúng ta có từ xô là con bò. Các bạn chú ý nhé, nguyên âm o nét tròn này ở trên, chính vì vậy các bạn không được viết chữ sờ bên cạnh nữa, mà các bạn phải gì, đặt chữ sờ ở trên và chúng ta có đây là chữ xô. Hoặc một trường hợp khác, ví dụ chữ kê. Kê là con chó đúng không ạ? Thì chúng ta thấy chữ e là nét tròn nó ở trước, các bạn sẽ bỏ nét tròn đi và thay vào, chúng ta sẽ có chữ kê như thế này, được chưa? Thì các bạn chú ý cách ghép số 3 này rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ là cơ sở để các bạn học các cách còn lại, nên các bạn cần chú ý những từ này nhé. Tiếp theo chúng ta sang cách số 4. Cách số 4 thì cô tăng dần phụ âm ghép với nguyên âm và ghép với phụ âm, tức là chúng ta sẽ có 3 chữ. Trường hợp này các bạn chú ý hai phụ âm và nguyên âm đầu tiên các bạn ghép như cách số 3 cô hướng dẫn, viết phụ âm trước và sau đó viết nguyên âm sau. Còn phụ âm còn lại các bạn chú ý quy tắc nó sẽ luôn đứng dưới. Ví dụ chúng ta có sam, sờ a và m ghép với nhau, sờ a và m ghép với nhau, vậy thì các bạn sẽ viết chữ sa trước như thế này và chữ m đứng ở dưới và ghép lại chúng ta sẽ có là sam. Ở cách này các bạn chú ý nhé, chúng ta sẽ ghép theo hai quy tắc như thế này. Từ thứ nhất sẽ là nét tròn, từ thứ hai và từ số 3 sẽ đứng giữa như thế này. Hoặc cách thứ hai là ba từ này sẽ đứng theo hàng dọc như thế này. Các bạn chú ý ở cách số 3, cách số 4 thì chúng ta sẽ ghép như thế này. Chỉ có hai cách này thôi, các bạn sắp xếp như vậy. Ví dụ như từ sam này nó sẽ rơi vào cách đầu tiên như thế này. Chờ. Ví dụ khác, khang là sông. Chúng ta có K, A và G ở đây, đúng không? Các bạn ghép với nhau K với A theo quy tắc 1 và nét tròn sẽ luôn đứng ở dưới. Đây thì nó sẽ rơi vào trường hợp này. K, A và G. Ghép lại đọc là khang. Trường hợp thứ 3 chúng ta có từ nun là mắt, đúng không ạ? N, U và N. Thì chữ U nét tròn ở trên cho nên là cái chữ N này các bạn sẽ đặt nó ở trên. Sau đó các bạn đặt chữ N cuối cùng là gì? Ở dưới, đúng không ạ? Phụ âm còn lại luôn đứng dưới. Vậy thì từ nun này nó ghép theo quy tắc giống ở như cô nói đây. N, U, 1, 2, 3 theo hàng dọc. Trường hợp cuối cùng chúng ta có từ mul. Mul là nước đúng không ạ? Thì chúng ta cũng ghép theo quy tắc này. Chữ M đặt lên trên và phụ âm L luôn đứng dưới. Và các bạn chú ý phụ âm này thì như hôm trước cô nói là có hai cách đọc. Nếu đứng trên nó sẽ đọc là R, nếu đứng dưới như thế này các bạn sẽ đọc là L. Đọc L cao. Mul. Các bạn cùng cô đọc lại bốn chữ này. Sam, khang, nun, mul. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng đi sang cách ghép số 5. Cách ghép số 5 trong tiếng Hàn nhiều nhất là chỉ có 4 chữ cái thôi. Cái này khác với tiếng Việt phải không các bạn? Trong tiếng Việt thì cái từ mà nhiều nhất là gồm có 7 chữ ghép lại đúng không? Là chữ nghiêng. Thế nhưng trong tiếng Hàn thì các bạn chú ý cho cô là một từ nhiều nhất chỉ có 4 chữ ghép lại thôi nhé. Phụ âm, nguyên âm, phụ âm và phụ âm. Cách ghép này sẽ được quy định như sau. Phụ âm và nguyên âm đầu tiên các bạn sẽ ghép giống như cách số 3, tức là viết phụ âm trước và nguyên âm sau. Hai phụ âm còn lại viết liền nhau và luôn đặt ở dưới. Cô lấy ví dụ, chúng ta có từ này. Thì đầu tiên các bạn ghép chữ tờ với chữ A, chúng ta ghép và R và K sẽ ở dưới như thế này. Các bạn chú ý cách ghép này sẽ tuân theo hai hình như trên bảng. Thứ nhất là có thể đứng theo quy tắc như thế này. Thứ hai, các bạn sẽ ghép theo quy tắc này. Đó, các bạn chú ý nhé. Chúng ta sẽ có hai quy tắc như vậy. Vậy là trường hợp cái từ đầu tiên này, chúng ta sẽ ghép theo quy tắc này. Mỗi chữ sẽ đứng một ô, đúng không ạ? Và tất nhiên là quy tắc này, ở quy tắc này các bạn đã thấy là cảm thấy khó đọc rồi đúng không? Và rất là khó đọc từ này.
Vậy quy tắc đọc của nó như thế nào? Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Ở phần sau, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc của nó. Tiếp theo, chúng ta có chữ này. Thì chờ với O, các bạn sẽ ghép với nhau như thế này. Và phụ âm các bạn đặt ở dưới. Chúng ta ghép giống cách số 1. Trường hợp tiếp theo nữa, đó là chữ M, chữ U. Các em ghép với nhau như thế này. M và U. Và hai chữ còn lại các bạn đặt ở dưới. Trường hợp cuối cùng, H với Ư, các bạn ghép H, Ư. Và hai chữ còn lại đặt ở dưới như thế này. Đúng không ạ? Đấy, thì trước tiên là về quy tắc ghép thì các bạn nhớ cái cách ghép là như vậy. Đây là phụ âm. Đây là trường hợp mà có nhiều chữ nhất trong tiếng Hàn. Vậy thì những từ này cách đọc như thế nào? Cô có thể nói qua một chút ở đây. Các bạn rất đơn giản thôi, các bạn che cái từ ở cuối đi. Chúng ta thấy hai cái đầu tiên chúng ta đọc là tờ và a, đúng không? Và l và k thì các bạn sẽ được quy định đọc ở trong quy tắc đọc là đọc là cờ. Vì vậy từ này đọc là tác. Dạ, tác. Tiếp theo chữ chờ và chữ o, các bạn vẫn đọc bình thường, các bạn thuộc chữ cái là được. Và quy tắc của chữ r và chữ m ở dưới thì người ta sẽ đọc theo chữ m. Đó, thì ta đọc là cho. Tiếp theo nữa các bạn cũng che cái phụ âm ở dưới đi. Chúng ta có m, u và hai chữ k với chữ s ở dưới, người ta quy định đọc theo chữ cờ. Vì vậy cái này đọc là mục. Tiếp theo nữa chữ h và chữ ư, các bạn vẫn đọc bình thường. Và chữ k với chữ s ở dưới, người ta quy định đọc là cờ, các bạn sẽ đọc là hức. Chà. Thế thì quy tắc đọc của những cái từ này như thế nào và trong tiếng Hàn nó gọi là gì? Thì các bạn cùng cô chúng ta sang phần cuối cùng, đó là phần các quy tắc cơ bản trong tiếng Hàn. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số quy tắc cơ bản trong tiếng Hàn. Thật ra với các quy tắc cô đưa ra hôm nay thì các bạn cũng sẽ không thể đọc hết được tất cả các từ trong tiếng Hàn. Tuy nhiên đây là những quy tắc rất cơ bản giúp cho các bạn có thể đọc các cái từ một cách đơn giản nhất. Sau này vào mỗi bài học thì chúng ta sẽ có các cái bất quy tắc và cái phát âm khác nhau. Tuy nhiên cái quy tắc cô đưa ra hôm nay nó sẽ giúp ích cho các bạn đọc được 6-70% các từ vựng trong tiếng Hàn. Vì vậy các bạn hết sức chú ý nội dung của video này nhé. Quy tắc số 1. Ở trong nội dung quy tắc cô đưa ra thì có một cái định nghĩa đó là bát chim. Thì cô nghĩ rằng các bạn chưa hiểu cho nên cô có thể giải thích qua một chút. Bát chim là gì? Đặt ra câu hỏi bát chim là gì trong tiếng Hàn. Cô lấy ví dụ chúng ta có một cái từ trên bảng như thế này. Ở phần này thì cô nghĩ các bạn đã đọc nó được rồi, đúng không? Chúng ta có cái từ này, nếu phiên âm ra nó đọc là gì? Nam. Nam, đúng không? Thế nào thì gọi là bát chim? Tạm định nghĩa là bát chim là phụ âm cuối của một từ. Bát chim là phụ âm cuối của một từ. Vậy thì trong cái từ, cái chữ nam này này, thì từ nào là bát chim cuối ạ? Phụ âm cuối ạ? Ở đây chúng ta có chữ m. Và trong tiếng Hàn người ta định nghĩa rằng cái chữ m này người ta gọi là bát chim. Đấy, mặc dù có hai phụ âm nhưng phụ âm nào đứng cuối? Phụ âm m. Thì đây gọi là bát chim. Hay một ví dụ khác. Đây cô có cái từ này đọc là gì ạ? M, U và N ghép với nhau. Chúng ta sẽ đọc là moon, đúng không? Vậy trong cái chữ này, cái từ nào, cái chữ nào là đứng cuối? Chúng ta có chữ N. Vậy thì trong từ này, cái mà phụ âm cuối này, tiếng Hàn người ta gọi nó là bát chim. Được chưa? Một ví dụ khác. Đây là một ví dụ ở trong phần ghép số 5. Được chưa ạ? Thế thì nếu cô che đi thì chúng ta thấy là có hai phụ âm đứng dưới như thế này, đó là L và K. Vậy thì cái này người ta cũng gọi là phụ âm cuối là bát chim. Suy ra tiếng Hàn có hai loại bát chim. Nếu các bạn thấy một phụ âm đứng dưới, các bạn sẽ gọi nó là bát chim đơn. Nếu các bạn thấy hai phụ âm đứng dưới như thế này, người ta gọi là bát chim đôi. Được chưa? Vậy thì quy tắc đọc của những cái từ này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi vào phần quy tắc đọc này nhé. Quy tắc đầu tiên áp dụng. Nếu như một âm tiết chứa bát chim đơn hoặc một âm tiết chứa bát chim kép đứng một mình thì nó sẽ tuân theo bảng 7 quy tắc phát âm trong tiếng Hàn. Ở đây các bạn chú ý bảng 7 quy tắc phát âm này rất là quan trọng. Có nghĩa là trong tiếng Hàn có tất cả 19 phụ âm nhưng khi đứng làm bát chim quy định về cách đọc chỉ có 7 quy tắc đọc thôi. Và các bạn chú ý đó là những quy tắc sau. Đầu tiên các bạn chú ý cho cô, đó là chữ K. Ta tạm đọc là cờ như tiếng Việt cho dễ. Quy tắc thứ hai được đọc đó là N. Quy tắc thứ ba đó là tờ. Quy tắc số 4 đứng làm bát chim tức là đứng cuối sẽ đọc là L. Quy tắc tiếp theo là M. Quy tắc tiếp theo nữa chữ này M. Tuy nhiên đứng cuối chúng ta đọc là P. Và nét tròn này ở cuối chúng ta sẽ đọc là ngờ. Được chưa ạ? Vậy thì theo đúng như cô sắp xếp như thế này
thì đây là cách đọc của phát chim đơn. Dọc này là cách đọc của phát chim kép. Vậy cách sử dụng của bảng này như thế nào? Nếu như các bạn thấy những chữ cờ hay chữ ca hay hai chữ ca hay chữ kha đứng dưới như thế này, các bạn sẽ đều đọc là cờ hết. Được chưa? Hay nếu như các bạn thấy chữ n thì tất nhiên nó có một cách đọc thôi ạ. Thế còn dòng chữ tờ thì các bạn chú ý này. Nếu các bạn thấy đứng ở dưới có thể là tờ, thờ, sờ, hờ, chờ và chờ, thì tất cả những phụ âm này chỉ quy về một cách đọc, chúng ta sẽ đọc hết là tờ. Các bạn chú ý như vậy nhé. Tất nhiên là tùy theo ngữ cảnh, tùy theo từ đứng trước, từ đứng sau thì sẽ có nghĩa khác nhau, nhưng cách đọc là hoàn toàn giống nhau. Các bạn chú ý về quy tắc đọc là như vậy. Dòng tiếp theo, ở đây chữ L các bạn sẽ vẫn đọc như vậy, chữ M cũng vậy. Còn chữ B và chữ F, các bạn chú ý khi đứng dưới các bạn đều đọc là B hết các bạn nhé. Và nét tròn thì sẽ đọc là ng. Đấy là quy tắc đọc của phát chim đơn, các bạn chú ý. Trong tiếng Hàn có tất cả là 11 phụ âm được ghép lại với nhau để tạo thành phát chim kép của một từ. Các bạn chú ý nhé. Trong đây chúng ta có hai cặp này trùng nhau đúng không ạ? Vì vậy, nếu đếm ra là sẽ có 11 cặp được ghép lại với nhau. Giống như tiếng Việt đấy ạ. Các bạn có thể lấy chữ cờ ghép với chữ hờ, nó ra chữ chờ. Có thể ghép chữ tờ với chữ r, nó ra chữ chờ. Hoặc là n với h nó ra chữ nhờ, vân vân. Vậy thì phát chim kép cũng vậy, không phải các bạn thích ghép chữ nào với nhau cũng được, mà nó quy tắc, chúng ta chỉ có 11 cặp này thôi. Cách đọc như sau, nếu như âm tiết chứa phát chim kép đứng một mình, các bạn sẽ gióng sang. Nếu các bạn thấy hai cặp này đứng ở dưới, chúng ta sẽ đọc theo chữ cờ thôi ạ. Được chưa? Nếu các bạn thấy n chờ và n hờ đứng với nhau thì các bạn sẽ chỉ đọc theo chữ n thôi. Tương tự như vậy, chúng ta gióng sang để đọc theo cái từ tương thích. Tuy nhiên ở đây các bạn để ý chúng ta có hai cặp này trùng nhau. Vậy tức là cặp riêng và biệt lúc thì đọc là L, lúc thì đọc theo chữ đứng trước, lúc thì đọc theo chữ đứng sau là P. Đúng không ạ? Thì ở đây cô chú ý cho các bạn là chủ yếu tất cả các từ 90% nó sẽ đọc là L, được chưa? Và chỉ có một số từ rất là ít và trong quá trình học thì cô sẽ chú ý cho các bạn sẽ đọc là P. Tuy nhiên thì tất cả các từ bạn nhớ là quy tắc thì nó sẽ đọc chữ L nhiều hơn, được chưa? Đó thì các bạn chú ý đây là cái bảng rất quan trọng, các bạn nên nhớ và học thuộc bảng này nhé. Sau đây là một số ví dụ với bảng phát chim đơn. Trên bảng của cô đã đánh lại, gõ lại, đây là 7 cách đọc về phần phát chim đơn và có cột ví dụ ở đây, các bạn cùng cô theo dõi nhé. Ví dụ ở đầu phần đầu tiên chúng ta đọc là cờ, ca cờ đúng không ạ? Thì các bạn thấy cô ghép với A này, A, ác này, thì chúng ta ghép ca hay hai chữ ca hay là chữ khờ thì đều đọc là ác hết, các bạn chú ý như vậy nhá. Ác, được chưa? Hay ở dòng thứ hai cô ghép với chữ n thì các bạn vẫn đọc bình thường là ác. Tuy nhiên ở dòng số 3 các bạn chú ý, tất cả các phụ âm này đứng dưới chúng ta đều đọc là tờ hết. Ví dụ đây, ác, 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 a chờ cũng ác, a hờ cũng ác, tất cả đều đọc một cách thôi. Trường hợp tiếp theo nếu là l thì các bạn vẫn đọc như vậy, nhưng chú ý phải uốn lưỡi. Al, al. Dòng tiếp theo là dòng m, các bạn đọc bình thường am. Dòng tiếp theo các bạn thấy không, chữ a ghép với chữ p hay là chữ a ghép với chữ f, chúng ta chỉ có một cách đọc là ap, được chưa? Và cuối cùng là am. Đấy, thì các bạn chú ý nhé, đây là phát chim đơn được áp dụng khi mà âm tiết chứa phát chim đơn đó đứng một mình các bạn nhé. Phần tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu một số ví dụ. Sau đây cô có đưa ra một số ví dụ với phát chim kép, các bạn cùng cô chúng ta tìm hiểu. Trước tiên là cặp đầu tiên, đó là am. Nếu như tra theo bảng thì các bạn thấy rằng chúng ta sẽ đọc theo chữ n, chữ chờ sẽ ẩn đi, vì vậy từ này đọc là am. Từ thứ hai thì chúng ta có bờ và sờ, quy tắc đọc theo bảng phát chim quy tắc, 7 quy tắc, chúng ta sẽ đọc theo chữ bờ, vì vậy từ này đọc là op. Tiếp theo nữa chúng ta có phụ âm kép này thì chúng ta sẽ đọc là dài và chữ p sẽ bị ẩn đi. Tiếp theo nữa là chữ r và chữ k thì các bạn sẽ đọc theo chữ k, chúng ta đọc là ik. Và r với k tất nhiên đọc theo k, đọc là hực. Và cuối cùng chúng ta sẽ đọc là mục. Được chưa? Thật ra có một cái quy tắc cũng khá là dễ như thế này. Nếu như bạn nào học thuộc bảng chữ cái kanataramabasa thì cô có một cái mẹo như thế này. Những từ chữ cái nào đứng trước trong bảng hệ thống phụ âm
thì thường sẽ đọc theo chữ đó. Thì nếu như các bạn nhớ theo quy tắc đó thì chúng ta sẽ không cần phải sử dụng nhiều bảng 7 quy tắc phát âm, được chưa? Còn nếu như các bạn không nhớ được ký thứ tự thì tốt nhất các bạn hãy học thuộc cho cô bảng 7 quy tắc phát âm này nhé. Chúng ta sang quy tắc tiếp theo. Quy tắc số 2. Quy tắc số 2 là như thế này ạ. Nếu một âm tiết chứa bát chim đơn đứng một mình, không đứng một mình nữa, mà nó có âm tiết sau bắt đầu bằng một nguyên âm, có nghĩa là sẽ có một từ khác đứng bên cạnh, thì quy tắc đọc đó là cái bát chim đơn đó các bạn sẽ không đọc ở dưới nữa, các bạn sẽ đọc nối lên trên kết hợp với nguyên âm sau. Để dễ hiểu, cô lấy ví dụ. Chúng ta có cái từ trên bảng là âm ác, đúng không ạ? Nhưng khi các bạn đọc hai từ này cạnh nhau thì vì nó bắt đầu bằng nguyên âm ở phía sau, cho nên chữ M các bạn phải đọc bắn lên trên. Chính vì vậy từ này ta đọc là ư mặc. Hay một trường hợp khác, chúng ta có chip ê, đúng không ạ? Nhưng chữ bờ gặp nguyên âm ở phía sau, các bạn sẽ bắn nó lên trên và từ này sẽ đọc là chi bể, chi bể. Ví dụ khác chúng ta có là khi viết sẽ là coi o dù, nhưng khi đọc chữ R bắn lên trên, khó ro dù, khó ro dù. Từ tiếp theo, han cúc ỏ. Và khi đọc nối lên chúng ta sẽ phải đọc là han cúc ỏ. Từ tiếp theo nữa, nếu đứng một mình theo quy tắc số 1, các bạn sẽ đọc là cột, đúng không ạ? Chữ chờ dưới đọc là tờ, cột. Nhưng khi có nguyên âm y đằng sau, các bạn sẽ phải đọc nối lên là cô chỉ, cô chỉ. Đó, các bạn chú ý như vậy. Và chúng ta thêm một từ nữa, hai a bo chỉ, đúng không ạ? Khi đọc nối lên các bạn sẽ đọc là ha ra bo chỉ, được chưa? Nào, chúng ta cùng đọc lại. Ư mặc, chi bể, khó ro yo, han gu go, cô chỉ, ha ra bo chỉ, được chưa? Đó, vậy là tiếng Hàn viết một kiểu nhưng mà lại đọc khác một chút đấy, nên là các bạn cũng cần phải chú ý. Sau này thực ra các bạn tập viết nhiều thì các bạn sẽ quen với cái cách viết như thế này và cũng biết là nó phải phát âm như thế này. Tuy nhiên thì mới đầu học thì có thể là sẽ hơi khó một chút, nhưng không sao. Đây là những cái nét đặc biệt khác với trong tiếng Việt, đúng không ạ? Đó, các bạn chú ý như vậy. Quy tắc số 3. Quy tắc số 3 ở đây áp dụng khi chúng ta dùng bát chim kép. Nếu âm tiết chứa bát chim kép có âm tiết sau bắt đầu bằng nguyên âm, vậy thì bát chim kép đó có hai phụ âm. Phụ âm đầu tiên các bạn sẽ giữ lại ở chữ đầu tiên, đọc ở chữ đầu tiên. Phụ âm sau các bạn sẽ đọc nối lên trên ở âm tiết sau, được chưa ạ? Và quy tắc này sẽ áp dụng cho 9 trên 11 cặp bát chim kép. Như phần trước cô có nói với các bạn là bát chim kép có tất cả 11 cặp, đúng không ạ? Thì quy tắc cô vừa nói áp dụng cho 9 cặp, được chưa ạ? Duy nhất có hai cặp sau các bạn cần phải chú ý cho cô. Đó là cặp N, H và cặp R với chữ H. Riêng hai cặp này thì sẽ không tuân theo quy tắc cô vừa nói. Riêng hai cặp này, bởi vì trong tiếng Hàn phụ âm H gần như được coi là phụ âm câm, cho nên trong các quy tắc đọc nối nó gần như không sử dụng. Vì vậy riêng hai cặp N, H và R, H ghép với nhau thì chúng ta sẽ không đọc chữ H này, mà các bạn sẽ đọc nối cái chữ trước lên, lên trên. Tức là nếu thấy N thì nối N, nếu thấy R thì nối R lên trên, được chưa ạ? Vậy nếu như các bạn đã hiểu lý thuyết này thì các bạn sẽ cùng cô chúng ta đi vào đọc thử một số câu nhé. Ví dụ đầu tiên chúng ta có một câu như thế này. Có thể các bạn chưa hiểu tại sao câu này nghĩa như thế nào, thế nhưng cách đọc thì cô nghĩ các bạn đã biết đọc rồi đấy ạ. Nếu nhìn lướt qua các bạn thấy ngay từ đầu tiên là có bát chim kép rồi. Theo như quy tắc cô nói, chữ N giữ lại chữ chờ các bạn bắn lên trên. Vì vậy từ này sẽ đọc là án chư xề yô. Án chư xề yô, án chư xề yô. Và câu cô vừa nói nó có nghĩa trong tiếng Việt là mời bạn ngồi, án chư xề yô. Một ví dụ thứ hai. Ở từ đầu tiên các bạn thấy cô cũng cho ví dụ là bát chim kép. Vậy thì theo quy tắc đọc chữ R sẽ giữ lại, đọc ở âm tiết đầu tiên là L, và chữ K các bạn sẽ bắn lên trên. Vậy thì sẽ đọc là il cư xề yô, il cư xề yô, il cư xề yô. Và câu này tương đương với tiếng Việt có nghĩa là mời bạn hãy đọc,
in tiếp theo. Một ví dụ thứ ba. Trong câu này thì chúng ta thấy rằng từ đầu tiên có bắt chim đơn và đằng sau lại có nguyên âm. Các bạn nhớ đây là ở quy tắc số 2. Ở ba từ tiếp theo các bạn thấy rằng có chữ bờ và chữ sờ. Chữ bờ bạn giữ lại, chữ sờ bạn bắn lên trên. Vì vậy chúng ta sẽ có từ này đọc là 돈이 없어요. 돈이 없어요. 돈이 없어요. Và câu này có nghĩa là tôi không có tiền. Ví dụ thứ tư, các bạn chú ý, chúng ta có tương tự như vậy, chờ e và cờ, các bạn bắn chữ cờ lên trên. 책을 책을 읽어요. Dạ, chữ L giữ lại, chữ cờ bắn lên. 책을 읽어요. Trong đó 책을 là quyển sách, 읽어요 là đọc, đọc sách. Và một trường hợp thứ năm, cô lấy cho ví dụ với trường hợp có bắt chim là N và H. Ở từ đầu tiên thì các bạn chỉ cần thuộc chữ cái là đọc được thôi ạ. Chúng ta sẽ đọc là K, nguyên âm E, quyền. Dạ, quyền. Chờ A, N, H. Vậy chữ H các bạn sẽ không đọc, các bạn đọc nối chữ N lên trên như thế này. Được chưa ạ? Vì vậy, từ này ta đọc là quyền cha nào. Dạ, quyền cha nào. Quyền cha nào. Quyền cha nào. Có nghĩa là không sao. Trường hợp ví dụ số 6. Chúng ta có trường hợp bắt chim R và H như cô nói. Các bạn sẽ không đọc chữ H lên, các bạn nối chữ R lên. Chúng ta sẽ đọc thế nào ạ? 너무 싫어요. 너무 싫어요. 싫어요. Dạ, chữ R sẽ bị bắn lên trên. Ở dưới đọc L nhưng lên trên các bạn phải đọc R. 너무 싫어요. Dạ. Cái từ này có nghĩa là tôi rất là ghét. Được chưa? Các bạn cùng cô chúng ta đọc lại cái câu này nhé. 앉으세요. 앉으세요. 읽으세요. 읽으세요. 돈이 없어요. 돈이 없어요. 책을 읽어요. 책을 읽어요. 괜찮아요. 괜찮아요. 너무 싫어요. 너무 싫어요. 자, đó vậy là trong phần quy tắc cơ bản chúng ta có 3 quy tắc cơ bản mà các bạn cần phải nhớ. Các bạn nắm giữ quy tắc này, các bạn cũng đọc được tương đối từ vựng trong tiếng Hàn rồi, đúng không ạ? Vậy là khóa học nhập môn, một số bài giảng nhập môn của chúng ta đã tạm dừng ở đây. Phần tiếp theo thì các bạn sẽ cùng cô chúng ta đi vào các chủ đề của bài học ở phần sơ cấp 1 các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn. 안녕히 계세요.